Trời ơi. Dạ. Dạ. Nói đi, cô nói đi. Cô hello đi. Cô nói đi. Cô ơi. Cô nói cô ơi. Nói đi cô. À, bà ơi. Con gái của bà là bà có nghe được không bà? Bà nghe được hả? Con gái bà không có nghe được đó hả? Dạ. Nó nghe chứ nó nói không được. Dạ. Nghe mà nói không được hả bà? Nghe mà nói không được. Là, bị câm luôn hả bà? Dạ nó tiếc á. Dạ dạ dạ. Dạ. Nè dạ, bác Bền ơi, con đến mang quà của bác trao tặng cho gia đình người mẹ có một người con bị câm á bác Bền. Rất là xót xa thương tình cho hai mẹ con nè. Bác ơi, bác thương tình, bác quay trở về đây chia sẻ món quà tình thương trong cuộc sống này. Dạ. Ôi gì. Hội đủ duyên lành cũng bằng cái tình cảm tình thương. Có bác Quỳnh Thị Bền ở bên nước Úc. Bác ở nơi xa lắm. Phát tâm từ bi hạnh, tâm từ bi tâm, gieo hạt giống bồ đề của Đức Phật A Di Đà. Bác quay trở về thương cảm cho gia đình của bà, có người con bị câm không nói chuyện được. Giờ cái cửa không có lạnh quá thầy. Yeah. Trong nỗi lòng rất là chạnh lòng, bác Bền quay trở về đây cứu giúp cho bà 500 ngàn cảm thấy ấm áp tình yêu thương. Nguyện cầu xin Đức Phật A Di Đà từ bi ban phước lành cho bác Bền ở bên nước Úc, được sở nguyện tỳ tâm sở cầu như ý. Đời đời bác Bền được sống an lành trong ánh sáng hào quang của mười phương chư Phật. Cầu chúc cho gia đình của bác Bền làm ăn có lộc có tài ở nơi phương xa, để giúp đỡ và chia sẻ nhiều cái hoàn cảnh đời khó khăn hơn trong cuộc sống này. Bà ơi, nay bác Bền ở bên nước Úc tặng quà cho bà 500 ngàn. Bà có gửi đôi lời gì không? Thăm bên đó quà tài đức dội, có tài có đức. Được bình an mà giàu sức khỏe. Cảm ơn cô Bền bên nước Úc trợ giúp cho gia đình chúng tôi. Chúc cô Bền bên nước Úc chúc mạnh khỏe, được giàu sức khỏe. Dạ. Bà ơi, bà cho con hỏi bà tên gì dạ bà? Trương Thị Liên. Năm nay bà bao nhiêu tuổi dạ bà? 85 à. Dạ, 85 tuổi. Hiện tại bây giờ sức khỏe của bà có bệnh đau gì không? Cũng bệnh mệt hoài. Có khi mệt, có khi khỏe. Dạ. Yeah. Có khi mệt, có khi khỏe bà ha. Bà ơi, bà kể cho con nghe. Bà kể cho con nghe. Bà kể cho con nghe. Con gái của bà bị sao vậy bà? Nó bị hồi nhỏ đẻ ra cái nó bị có mang tật luôn á. Nó té. Té nó xốc chiếc đũa vô cái nó bị mang tật luôn. Ồ, vậy là lúc nhỏ là mấy tuổi bà? Lúc đó, chừng 5 tuổi à. Vậy hả dạ, vậy là lúc 5 tuổi đó con gái bà có nói chuyện không? Nó nói được mà dạ. Tự nhiên cái nó bị nó ngậm cái chiếc đũa cái nó trơn cái cẳng té. Dạ. Cái là máu trong chỗ trong cái đất giọng nó cái giận câm luôn. À, vậy là sóc chiếc đũa vô họng ha. À. Dạ bà cho con hỏi là con gái bà là tên gì dạ bà? Nguyễn Ngọc Luận. Dạ cô Luận, năm nay con gái bà nhiêu tuổi dạ bà? Năm nay 60 tuổi. Dạ. À. Con gái bà 60 tuổi rồi. Ừ. Nhưng mà cô Luận ơi, con nói chuyện gì cô nghe không? Cô Luận có nghe không bà? Nghe mình nói biết chứ không nghe. Biết mình nói, mình nói là biết nói nó, chứ mình không nghe được. Vậy à, cô Luận ở với bà rồi, có gia đình hay là sao không bà? Không. Không hả? Dạ. Cô có chồng con không? Không. Không có đâu hả? Dạ. Ừ, thương cảm cho gia đình hai mẹ con của bà rất là nhiều. Bởi vì vậy... À... Cô thẳng cái giọt chân ra coi. Cô Luận thẳng cái chân ra coi. Con thấy cái chân cô Luận bị gì dạ?
Kìa bà, chân của cô lựng đó bị té hay là bị gì vậy bà? Bị nghe từ hôm nay nó mập một vậy, mập một mà ngứa hết cho tên mình mẩy vậy rồi. Trời ơi, ngứa đó hả bà? Dạ. Một nhỏ nhỏ vậy mà ngứa. Ờ, bởi vì đầy giò hết trơn luôn ha. Đầy chân đầy giò hết trơn luôn rồi nè. Từ đây lên nó mập vậy á. Vậy hả dạ. Ngứa kìa, gãy tới đầu cho máu tới đó. Dạ. Có một điều ước mơ, bà có ước cái gì không bà? Hả? Bà có ước mơ điều gì không? Ước mơ giờ nghèo mà nhờ tợ cúp giùm hai mẹ con trợ giúp giùm. Dạ. Yeah. Giờ nghèo khổ quá, hai mẹ con sống cô độc có mình, không có ai nuôi hết nè. Vậy hả? Dạ, không có ai bên cạnh hả? Bà ơi, con thấy bà gưng gưng nước mắt sao vợ, trong lòng bà sao vậy bà? Ai biết sao không? Nhầm khi nói cái tuổi cái nước mắt ra. Vậy hả dạ? Tuổi lòng á ha bà? Tuổi lòng á. Dạ, tuổi lòng rồi xúc động ra bà ha. Xúc động cái nước mắt ra. Dạ. Dạ, cái con thấy nồi cơm điện này nè, bà nấu cơm hả con gái bà nấu? Tôi nấu do rồi nè, nó nấu rồi để nào cơm điện cái nó chín nè. Dạ. Yeah. Dạ, nấu cơm rồi đó hả bà? Nấu cơm rồi. Đó, nồi cơm nè bác Bền ơi, hai mẹ con ăn bữa cơm nè. Ăn nguyên bữa luôn á. Vậy hả dạ? Ăn nguyên ngày hả? Ăn nguyên ngày. Dạ, đó nồi cơm yêu thương của hai mẹ con á bác ơi. Dạ. Rất là xúc động. Thương tình hai mẹ con, động thương cho gia đình hai mẹ con của bà. Bác Bền cứu giúp cho hai mẹ con, cảm thấy ấm áp tình yêu thương lắm trong một ngôi nhà nho nhỏ vậy nè bác ơi. Dạ. Cho một ngôi nhà nhỏ nhỏ ha. Dạ con nói ngôi nhà nho nhỏ của bà. Bà sống ở đây hai mẹ con. Dạ. Ngôi nhà nho nhỏ á bà. Nhỏ xíu đây nè. Rất là xúc động luôn ha. Bác Bền ơi. Dạ. Thương cảm dòng đời này. Đó. Chụm củi chụm gì. Thương cảm. Bác Bền ơi. Dạ. Thương quá. Sống với nó tập quyền cái này. Có mình nó giờ nó gánh nó. Đợi giờ mình phải nuôi nó. Dạ. Chứ đâu có bỏ nó được. Dạ. Tình mẹ ai thương. Con sống chung nhau. Dạ. Tình mẹ thương con lai láng đó bà. Tập quyền nữa. Mà mình là mẹ mình phải ở với nó, gần gũi nó. Dạ. Phải không cô? Dạ, vậy á bà he. Nó tình mẹ thương con như biển hồ lai láng á bà. Phải gần gũi con tật quyền phải không? Dạ, dạ, có mẹ có con bà có ơi. Có mẹ có con, sống chết có mẹ có con. Dạ. Bởi vì bà xong. Bởi vì xúc thương giờ lắm. Bỏ nó, mình bỏ nó sống một mình thì nó cũng đâu có biết cái gì phải không? Dạ. Bởi vì trời rất là thương cho hoàn cảnh luôn á. Bác Bền ơi. Nhìn cái cảnh này rất là xót xa. Dạ. Thương lắm á bác Bền ơi. Giờ con trong cái lúc khổ trong cái lúc khổ khó khăn này bác ơi. Thì vậy, mưa không có cái cửa cậu. Dạ. Tạt vô lạnh quá. Ồ dạ. Cửa này cửa sau không có luôn. Dạ. Bởi vì vậy hai mẹ con bà ăn cơm với thịt hộp vịt á bác. Dạ. Rất là thương cảm cho gia đình nè, cái gói ôm của bà nè, mền gói rồi bà để ở đây nha. Có gì ly nước uống đồ gì nè bác ơi. Lấy cô bà bị câm á nên cô không có nói chuyện được nha. Thương quá bà ha, bởi vì hoàn cảnh tình mẹ thương con lúc nào cũng vô bờ vô bến đó. Rồi coi cái này con của bà, con nghe hồi nãy kêu má ơi hả bà? Kêu được chữ má hả bà? Ừ, kêu được rồi. Kêu được. Con rồi, kêu má được. Vậy hả? Dạ, cô kêu từ đó được hả bà? Ừ. Dạ. Rồi, vậy là muốn nói chuyện với bà, cô ra giấu thôi hả bà? Ra giấu không mà. Dạ. Dạ. Chứ không có nó là giấu, chị nó biết thôi chứ nó không có nói được. Dạ, rất là thương.
Dạ cảm tạ món quà tình thương của bác Bền. Nhiều bác ở nơi xa, bác cứu giúp cho gia đình có cái số tiền là 500.000. Cầu chúc cho bác Quỳnh Thị Bền bên nước Úc nhiều sức khỏe, nhiều bình an, thăng tâm thường an lạc, sức khỏe vô biên, được Đức Phật A Di Đà từ bi Phật trời ban phước lành cho bác Bền cùng với gia đình nhiều bình an, nhiều sức khỏe, ở nơi phương xa làm ăn có thật là nhiều tài lộc, để chia sẻ nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn trong cuộc sống này. Nếu có đủ nhân duyên lành có món quà tiếp theo, con sẽ đến với hoàn cảnh gia đình của bà nữa nha. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi con chào bà nha bà.